Tức là luôn hướng về bên ngoài và muốn kiểm soát, muốn điều phối, muốn thao túng, bắt người khác phải làm theo ý mình để phục vụ cho cái cảm xúc tích cực thỏa mãn của bản thân. Và khi họ không được đáp ứng, họ không có dopamine, họ bực bội, họ cáu gắt. Cái gì mình cũng bực mình á, em phải hiểu nguyên lý của sự bực mình. Giống như kiểu là cái mặt mình á, cái người mình nó đang bị xấu xí á, xong mình nhìn vô cái gương, mình không chấp nhận được, cái mình muốn đập cái gương đi, thì đó là cái sự bực mình. Tức là mình thấy cái gì mà khó chịu của người khác á, là mình đang có. Đầu tiên là làm sao mình biết cái điều đó là khó chịu, thì mình phải khó chịu của mình chứ. Nhưng mà cái nó gây khó chịu cho mình là gì? Cái điểm của mình á, cái của mình á, mình thấy nó đầu mình không chấp nhận, cái mình sinh đấu tranh nội tâm, mình bực. Và cái người mà khiến cho mình thấy cái điều đó là những người bên ngoài á, thì họ đang phản chiếu, tức là tâm mình đến đâu, tâm mình như nào thì mình nhìn cái đó. Tức là cái tần số nó mát với nhau là chỉ thấy cái đó thôi. Hứa luôn, em có con chưa? Em mà bảo nó không quét nhà, không bao giờ em thấy nó quét nhà luôn, mặc dù nó có quét nhà hay không. Mà ngày xưa mình cũng bị mà. Không bao giờ thấy mình quét nhà, đúng thật. Đây tôi, bậc thầy luôn. Vừa cầm chổi quét nhà xong phát là bố về. Tao không bao giờ thấy mày dọn nhà, quét nhà. Thì sau này mình mới hiểu là cái tần số họ điều chỉnh như vậy. Tức là họ vặn cái anten đó. Thì đầu tiên này, cái mà khiến cho mình khó chịu á, là cái mình đang có. Tức là bản thân mình có luôn. Đó là một yếu tố. Yếu tố tiếp theo này, là mình muốn kiểm soát họ làm theo ý mình và họ không làm, cho nên mình khó chịu. Tức là luôn hướng về bên ngoài và muốn kiểm soát, muốn điều phối, muốn thao túng, bắt người khác phải làm theo ý mình để phục vụ cho cái cảm xúc tích cực thỏa mãn của bản thân. Và khi họ không được đáp ứng, họ không có dopamine, họ bực bội, họ cáu gắt, họ luôn đổ lỗi. Họ có xu hướng là luôn đổ lỗi. Họ luôn đổ lỗi. Những người đó cái năng lượng, một là năng lượng dương và bị tiêu cực. Nó bị tổn thương, nó bị độc hại. Trời nắng cũng chửi, trời mưa cũng chửi. Thấy mưa cũng nói mà thấy nắng cũng nói. Họ chả bao giờ thấy khen. Nhưng cái người đó họ rất thích được khen. Họ rất thích được khen, tức là sao? Họ không tự công nhận được bản thân. Họ luôn dùng những yếu tố bên ngoài để công nhận bản thân. Thì thường những người đó là nhiều thịt. Nó thuộc về hành hỏa hoặc hành mộc. Mặt hỏa hoặc mặt mộc cắm nhọn nhọn. Má nó bầu bầu nhiều thịt. Tai mặt nó hay đỏ. Tức là dùng thế giới bên ngoài để chứng minh tôi là ai. Hay trưng diện, hay mua sắm, hay đắp vào thân, hay mua vàng, hay mua hột xoàn. Là dùng bên ngoài để khẳng định tôi là ai. Hiểu chưa? Thì những cái người đó họ sống chủ về cảm xúc và phải nhìn về một cái quãng tổn thương của họ. Thì những người đó rất nhiều tổn thương. Một cái vết thương bên trong người họ, đúng không? Trong cái tâm của họ. Đau không? Họ cố gắng họ quên nó đi rồi. Xong lâu lâu mình chạm vô một cái. Bắt đầu sao? Nó đau. Nó đau. Giống kiểu là bây giờ các anh chị đang có một cái vết thương trên người, thế tôi đi qua tôi bắt chuyện, cái tôi nói, tôi vỗ nhẹ cái bắt đầu bắt đầu sao? Đau, phản ứng tiêu cực, là nóng, nóng giận. Cho nên nếu mình bị như vậy thì mình phải biết rằng là mình cũng bị cái tổn thương đó. Và người ta vô tình chạm vào, cho nên mình phản ứng là mình vô tình mình để bản thân mình cho người khác kiểm soát. Ví dụ là tôi mà biết là tôi nói cái đó là chắc chắn con này nó khùng lên rồi. Tôi thích tôi nói chơi vậy đó. Nói cho nó khùng chơi. Đúng không? Thì mình đang bị người ta thao túng. Người ta đang điều khiển mình. Xui xui nó đang tiếp khách, chọc nó đi lên nó mất khách chơi được. Mọi người hiểu không ạ? Có chứ, có những trường hợp đó.